Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Thì mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Thì hôm nay thì cũng xin giới thiệu cho mọi người. Thứ nhất là cái những cái dòng phong lan rừng hàng bình dân để anh chị em có thể chơi Tết được. Đó là đây là hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Đấy, mình đã trồng vào đây và đợi đến dịp Tết Nguyên Đán tới là sẽ có hoa. Đấy, đang chuẩn bị sưng nụ ở đây này. Đấy, như thế này thì những cái nụ như này thì nó sẽ cho hoa vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm với những anh chị em ở khu vực miền Nam hoặc là xứ nóng. Đấy, còn khu vực Tây Bắc ví dụ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La thì nó không được hoa vào dịp Tết đâu, vì lý do là trên khu vực trên này nó rất là lạnh. Nói chung là về khu vực dưới xuôi thì nó sẽ ra hoa vào Tết. Và bên này là đùi gà tròn. Hôm nay giới thiệu sơ sơ cho mọi người để mọi người biết được rằng là Vườn Lan Trường Sơn thì vẫn tiếp tục trồng và chăm sóc những cái dòng lan bình dân để cho anh chị em có những cái giỏ lan rất là đẹp để sưu tầm. Thì sau cái video này thì mình cũng xin chia sẻ tiếp cho tất cả anh chị em là những cái hàng quốc dân để cho anh chị em sưu tầm chơi Tết hoặc là để sưu tầm cho vườn thêm đa dạng. Mùa này thì cây đã bắt đầu là xuống lá rồi mọi người nhé. Cây bắt đầu xuống lá rồi, thân thủ đây. Đấy, rất là to, rất là khủng. Cây xuống lá để chờ hoa. Đây là một trong những cái dòng thân thủ, trước đây rất là đắt. Đấy, nhưng mà vẫn lưu giữ, vẫn trồng. Mọi người ạ, vẫn phải lưu giữ, vẫn phải trồng. Rất là đẹp, thân thủ. Rất là nhiều luôn này. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy. Đây là phi điệp. Nói chung là phi điệp đến tầm này thì nó không được như trước nữa rồi. Thì nó chỉ là tương đối thôi. Thì hôm nay cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em một số cái mặt hàng quốc dân. Nói về dòng phi lan đột biến. Đó là cây năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ nhé. Kỳ 51. Đây. Tất cả những cái cây này thì đã được ra hoa rồi. Tại vườn rồi. Đấy. Nên là anh chị em cứ yên tâm mà làm và về và sưu tầm và chăm sóc thôi. Thì cây này nó được khoảng 12-13 phân gì đấy. Đấy. Cây như này thì mình bán với giá là khoảng 12-13 phân gì đấy. Giá là 400.000 này. Đấy. Cây này là 400.000 này. Đấy. Cây rất đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, đây mình đánh số 1 này. Đến tiếp là cây số 2. Cây này cũng khoảng được 15 phân. Khoảng thôi mọi người nhé. Chứ mình thực ra những cái cây này thì không bán theo ấy được. Đấy, khoảng 15 phân gì đấy. Thôi mình cứ đo cụ thể cho mọi người, cho anh chị em nhìn. Ui dồi. Cây này 16 sen chứ không phải 13 đâu ạ. Này là 16 sen đấy. Một cây 16 sen, một cây 17 sen. Đấy. 16 sen. 15 sen rưỡi đi. Một cây 15 sen rưỡi, một cây 16 sen, gọi là 16 sen đi. Đấy, hai cây này thôi cứ đồng giá là 400.000 một cây. Đấy, đây là cây số 1, số 2 này. Đấy, 400.000 một cây. Rất là đẹp luôn.
còn kỳ nữa. Đây, kỳ này khoảng 13 sen. Cũng không phải 13 sen đâu. Cũng phải... Thôi cứ đo cho mọi người nhìn cho nó dễ. Đo cho mọi người dễ hình dung, mọi người cứ miêu tả nó khó. Cái này 15 sen, đấy cũng 400.000. 400.000 ki số 3. Đã chia sẻ 3 ki thôi. Hôm nay để cho mọi người quay lại cái kênh của mình nhiều một chút. Đấy. Đấy. Là 3 ki. 3 ki Phú Thọ như này 400.000 một ki để cho anh chị em sưu tầm. Đấy. Kim điệp nhựa hàng thuần nhé mọi người nhé. Đây là kim điệp nhựa hàng thuần này. Đấy, một cái chậu hàng thuần như thế này. Cây rất là đẹp, rất là ok này. Đấy. Thì cây này đây mọi người có thể nhìn thấy là toàn thân tơ thôi. Đấy. Anh chị em nhìn thấy là toàn thân tơ nhé. Cây này thì cũng để cho tất cả mọi người với cái giá là 150.000. Đấy, đơn như này. 150.000 này. Đây là mình đánh dấu này là số 1 đi. Là 150.000 này. Tiếp theo là một đơn nữa mình đánh dấu đây là đơn số 02. 02 này. Đấy, cái lá liếc là cũng rất là ok rồi. Đơn số 02. Đấy, cũng 150.000 đồng cho mọi người sưu tầm nhé. Đấy, chậu này rất là ổn rồi. Khá là nhiều thân tơ đấy. Đấy, năm nay thì hoa rất là nhiều luôn. Kim điệp nhựa thì hoa rất thơm. Đấy. Đấy, đây là cây hạc vĩ trắng. Để cho mọi người sưu tầm. Đấy, hạc vĩ trắng hoa trắng tinh đây, đang có nụ đang có hoa đây. Hoa bói đầu ngọn. Cái này là hoa bói đầu ngọn nhé mọi người nhé. Đấy. Cây rất là đẹp. Và cái màu sắc khuôn bông rồi là các thứ là rất là ổn. Đấy. Cây hạc vĩ trắng này được trồng một cái dáng rất là đẹp. Và nghệ thuật mầm gốc đây. Đấy. Rất là ok. Đấy, chậu này thì anh chị em nào muốn sưu tầm thì mình để với cái giá là 1.000.000. Chủ yếu là cục gỗ này thôi. Đây là gỗ gù hương. Đấy, gỗ gù hương nhé mọi người nhé. Đây là mình cho nó vào đây. Đấy, hạc vị trắng. Dài độ khoảng chắc phải tầm 60 phân 70 phân rồi. Đấy, một cái giò như này trước đây thì mấy năm trước thì rất là đắt. Nhưng tầm này thì giá nó bình thường thôi để cho mọi người sưu tầm. Đây mình có một giò vôi này, hoàng thảo vôi này, hàng rừng của mừng nhé Điện Biên này. Tức là ngày xưa nó là lá Lai Châu đấy. Thì hoàng thảo vôi Bắc này rất là đẹp. Cây này thì nó được trồng thuần rồi và trong chậu này thôi. Thì đây là một trong những cái dòng mà hoa cũng vào dịp Tết. Nếu như mà anh chị em ở khu vực xứ nóng. Đấy, cây này rất là đẹp, hoa rất là đẹp và có mùi rất là thơm. Thì giò như này thì mình cũng để chia sẻ cho mọi người anh chị em với giá chỉ có 200.000 đồng thôi. Đấy. Bán bây giờ là thời điểm này đang là bán lỗ rồi. Vì trước đây hồng thảo vôi là tầm 250.000 đến 350.000 một kg cơ. Nhưng thôi thì đến thời điểm này thì giá nó thị trường nó thấp thì mình cũng xin chia sẻ thấp cho mọi người. Đấy, chậu này gồm có rất nhiều thân tơ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 200.000 đồng. Tiếp đến đây là những cái giò hoàng thảo xoắn này. Hoàng thảo xoắn để cho mọi người sưu tầm này. Cây rất là đẹp. Toàn thân tơ thôi. Đây là toàn thân tơ để cho mọi người có thể sưu tầm được. Giò này thì mình bán với giá là 300.000 đồng này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 thân đều là thân tơ hết. 300.000 đồng. Đây giò này nữa. Giò này cũng rất là đẹp này. Giò này rất nhiều thân tơ luôn. Mình không đếm đâu. Giò như này thì mình bán là 400.000 đồng. Cho giò như này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cuối cùng là còn một giò hoàng thảo vôi. Xen kèm với nó là rất nhiều cây kèn nhỏ li ti ở bên bên trong đấy, trong cái giò như này. Anh chị có thể nhìn thấy những cái bi kèn rất là ấy, rất là nhiều kèn của Lai Châu. Năm nay thì chắc cũng phải là năm thứ ba rồi, vì hiện tại thì có cây cũng được khoảng hơn một phân đấy. Như vậy thì để cho mọi người sưu tầm nó rất là dễ. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp những cái đơn hàng của mình đưa lên trên video này. Và mọi người muốn sưu tầm thêm một số mặt hàng như HO, Phú Thọ, Hồng Yên Thủy hay là một số cái loại lan rừng khác với cái giá thời điểm này rất là hợp lý, thì cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.